Đường Cách Mệnh. Cách đây hơn 9 thập kỷ, năm 1927, Đường Cách Mệnh, cuốn sách tập hợp các bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dùng để đào tạo lứa cán bộ đầu tiên cho cách mạng Việt Nam giai đoạn 1925-1927 ở Quảng Châu, Trung Quốc, lần đầu tiên được xuất bản. Đây được coi là văn kiện lý luận chính trị đầu tiên của Đảng, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam. Trong tác phẩm, người nêu rõ những chuẩn mực đạo đức của những người cách mạng. Đó phải là những người có nhân cách, đạo đức và phẩm hạnh thì mới tiếp thu được tinh thần của lý luận, mới làm tròn nhiệm vụ cách mạng khó khăn. Đường Cách Mệnh cũng trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản của lý luận cách mạng, làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối của cách mạng Việt Nam. Bảo vật quốc gia Đường Cách Mệnh là sự vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin trong đấu tranh giải phóng dân tộc gắn với cách mạng vô sản, là nền tảng cho việc tìm hướng đi mới cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của cách mạng và được coi là văn kiện lý luận chính trị đầu tiên của Đảng, đặt nền tảng tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam. Hơn 90 năm trôi qua, nhưng nhiều vấn đề có liên quan đến con đường, phương pháp cách mạng, xây dựng, tổ chức, đoàn kết các lực lượng cách mạng, về vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng Đảng vững mạnh, nhất là các chuẩn mực đạo đức của người cộng sản trong Đường Cách Mệnh vẫn giữ nguyên tính thời sự trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. 2. Ngục Trung Nhật Ký, tức Nhật Ký Trong Tù. Nhật ký trong tù do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong thời gian bị giam giữ tại nhà tù tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ tháng 8 năm 1942 đến tháng 9 năm 1943 với 133 bài thơ chữ Hán theo thể tứ tuyệt có giá trị văn học sâu sắc. Xuyên suốt tập thơ là hình ảnh người tù Hồ Chí Minh tràn đầy tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và một quyết tâm cao độ đấu tranh cho tự do. Dù tiếp cận ở những thời khắc khác nhau, song bất cứ ai đọc tác phẩm cũng đều phần nào hình dung được thế giới tâm hồn nhiều cung bậc của người, thấy được tầm vóc trí tuệ của một chân dung vĩ đại, với khát vọng cao đẹp nhất là độc lập cho dân tộc và tự do cho con người. Nhật ký trong tù là một tác phẩm văn học vô giá của Hồ Chí Minh. Khi công bố đã gây tiếng vang lớn trên văn đàn quốc tế, đã chinh phục được người đọc bởi những cảm xúc chân thật, chất phác, điềm đạm của một người chiến sĩ cộng sản, một nhà văn hóa lớn. Nhà thơ, nhà phê bình văn học Trung Quốc Quách Mạt Nhược sau khi đọc đã khẳng định: "Tôi đã đọc đi đọc lại mấy lần bài thơ này. Nó không đơn thuần là thơ, mà là một bộ sử bằng thơ, là một bức tự họa hay một cuốn tự truyện dưới hình thức thơ của một nhà cách mạng. 100 bài thơ, hầu hết bài nào cũng đều toát ra hết sức sinh động hình ảnh một nhà cách mạng lão thành, thanh thoát, tài trí, ung dung, giản dị, kiên cường. Ấy là đồng chí Hồ Chí Minh. Thật là người làm sao thì thơ làm vậy. Có một số bài rất hay, nếu như đặt lẫn vào một tập thơ của các thi nhân đường Tống thì cũng khó phân biệt. Sức mạnh của lời thơ cũng là lý trí của người chiến sĩ cách mạng. Cách đây vài năm, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam khẳng định, cảm hứng nhân văn và những bài học lớn trong thơ Bác nói chung và Nhật ký trong tù nói riêng đã trở thành cẩm nang, thành sức mạnh cho một nền thơ ca cách mạng Việt Nam. 3. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn ngày 19 tháng 12 năm 1946 tại nhà ông Nguyễn Văn Dương, làng Vạn Phúc, Hà Đông. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là bản viết tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có giá trị lịch sử như một cương lĩnh kháng chiến, chứa đựng những quan điểm cơ bản về tư tưởng, đường lối chiến tranh nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, truyền thống anh hùng, bất khuất, quyết hy sinh để giành lại độc lập cho dân tộc. Là mệnh lệnh tiến công cách mạng, tạo khí thế để nhân dân cả nước đứng lên chiến đấu với mọi vũ khí sẵn có, với một ý chí quyết đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi Việt Nam. Sáng vẫn luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, kề vai sát cánh, chung sức, đồng lòng. Hơn 7 thập kỷ trôi qua, lời kêu gọi bất hủ có giá trị lịch sử sâu sắc đó đã trở thành một văn kiện, một bản thiên cổ hùng văn trường tồn cùng lịch sử Việt Nam trong thời đại mới. 4. Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Bác đọc trên Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày 17 tháng 7 năm 1966. Bảo vật quốc gia, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước là một văn kiện lịch sử có giá trị như một lời hịch kêu gọi toàn dân tộc, một cuộc vận động lớn để toàn Đảng, toàn quân
và toàn dân tộc đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, củng cố niềm tin, siết chặt đội ngũ để bước vào giai đoạn quyết liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong lời hịch non sông ấy có câu: chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Ý chí không có gì quý hơn độc lập tự do là động lực tinh thần to lớn thôi thúc lớp lớp thế hệ người Việt Nam lên đường chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, làm nên đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do tiếp tục là kim chỉ nam để toàn đảng, toàn dân ra sức phát triển đất nước, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và giữ gìn bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời của Tổ quốc. 5. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm cuối đời người để lại cho dân tộc Việt Nam đó là bản di chúc, một tài liệu quý giá, vừa chứa chan tình yêu thương với đồng bào, vừa có ý nghĩa chiến lược trong sự phát triển của đất nước. Di chúc được người bắt đầu chấp bút từ tháng 5 năm 1965 đến tháng 5 năm 1969, ghi lại những suy nghĩ, lời can dặn của một người chuẩn bị đi xa đối với những thế hệ sau, nên đó tất nhiên là những điều rất thực, rất tâm huyết. Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh tinh thần, tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp suốt đời phấn đấu hy sinh vì nước, vì dân, vạch ra những định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi, là những lời căn dặn thiết tha, là sức mạnh thôi thúc toàn dân tộc hành động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ với hơn 1.000 từ vô cùng ngắn gọn, di chúc của người đã truyền cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta ý chí quyết tâm sắt đá, niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam, sức mạnh của chính nghĩa và chân lý, không có gì quý hơn độc lập tự do, sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đã hơn nửa thế kỷ đi qua, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh và di chúc của người vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn đảng, toàn dân, toàn quân luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp cách mạng, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà người đã trọn đời cống hiến và hy sinh, mang lá cờ bách chiến bách thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đích cuối cùng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh nhà nước Việt Nam mới, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, cho hạnh phúc của nhân dân. Năm bảo vật quốc gia này là năm di sản trong khối di sản tinh thần mà người để lại cho dân tộc Việt Nam.